Xin chào buổi sáng các anh chị các bạn. Sáng ngày mùng 5 tháng 3 2022 thì em gửi đến các anh chị một chút cái clip ngắn về cái việc mà gửi cho các anh chị. Thứ nhất là về cây giống, cây táo nhé, cây táo giống này. Đấy. Cho cái vụ 2022. Đấy, cây táo giống này. Thời điểm này của thời điểm rất là thích hợp, thực sự là đây, thời tiết mùa xuân miền Bắc này, nó đang mưa ẩm này, nó đang rất là dễ chịu và trồng cây thì cực kỳ lên nhanh nhé. Đây những cây táo. Đây là cây dành cho em ở gần đây, lát em lấy này. Đây dành cho cây cho các bác ở anh Đông ở Yên Lạc Vĩnh Phúc này, anh Bình tại Thái Nguyên ở Sơn Dương Tuyên Quang này, chị Sáng tại Lục Yên Yên Bái này, và đặc biệt ở trong clip này em muốn giới thiệu các bác anh chị là vậy thì hết vụ táo rồi nhỉ, tuy nhiên là còn các vụ khác nữa, hoa rau màu, hoa bồng bí bưởi nhỉ, thì em gửi cho các anh chị về cái đặc trị nhện đỏ nhé, cái nhện nhện đỏ này nhỉ. Và ruồi vàng nhé, ruồi vàng nhện đỏ cho cái vụ mới, cho cái vụ này. Thì ngoài cái việc mà cái con nhện, con ruồi vàng ấy nhỉ, cái con ruồi vàng đây em để đây rất là nhiều này. Đây. Con ruồi vàng ấy thì nó ngoài cái việc nó châm quả táo nhé, thì tất cả các loại hoa quả nó đều rất là thích các bác nhé. Tức là hoa quả thì nó châm, đặc biệt những quả nó vỏ mềm, vỏ mỏng đúng nhỉ, bọng cam chanh mỏng bưởi nó cũng châm, nhưng mà quả táo này rồi thì dưa rồi thì gọi là bầu bí hay là mướp đắng này, tóm lại là tất cả những hoa quả nó là nó châm hết, xoài xiết rồi các thứ đúng nhỉ, ổi đấy. Thì về cái việc mà đặc trị của nó ấy, thì có rất nhiều cách mà em đã hướng dẫn và chia sẻ các anh chị các bạn rồi đúng nhỉ. Một là chúng ta có thể là dùng bẫy treo, bẫy dính đúng nhỉ, hoặc là phun trực tiếp nhỉ, phun vào hoa, quả, quả vào cây đấy, đấy. Thì cái việc phun ấy thì chúng ta lưu ý là phải đảm bảo cái cách ly an toàn trước khi thu hoạch thôi, để cho sản phẩm nó hết cái dư lượng thuốc đi các bác các anh chị nhé, để cho sản phẩm của chúng ta tiêu thụ ra nó an toàn đấy. Thì đây là cái thuốc khổ mang tím nhỉ, kết hợp với cả các anh chị có thể kết hợp với cả thuốc mettotrin nhỉ, đấy, hoặc là chúng ta dùng dân dã là thuốc nhuộm màn đúng nhỉ, của Anh Quốc nhập khẩu nhá, vì có rất nhiều loại, như loại nội địa, loại liên danh hay là loại nhập khẩu nhỉ. Đấy thì các anh chị có thể kết hợp giữa dùng là các anh chị thứ nhất là pha phun trực tiếp này, phun trực tiếp lên đấy, thì cái này thì nó có kết hợp để vừa đuổi này, vừa ức chế chết con trứng con ruồi vàng đúng nhỉ. Đấy, gửi cho anh Vị tại Nam Sách Hải Dương này, gửi cho chị Vượng tại Phong Thổ Lai Châu này. Đấy, còn riêng cái này thì chai này là chai nửa lít đặc trị nhện đỏ, thì em gửi cho anh Nam tại Nam Đông Mộc Châu Sơn La nhé. Đấy, anh gửi lấy 4 chai. Và năm nay phải nói một cái điều là cái này đặc trị nhện đỏ thì rất nhiều các bác đều biết rồi đúng không nhỉ. Nhện đỏ thì nó phá ở cái cây táo này, cây có múi này, cam quất, cam chanh bồng bưởi này, và một nhiều và một vài số cây khác nữa. Thì cái con nhện đỏ nó đặc trưng của nó rất là kháng thuốc nhé. Đấy, các anh chị mà phun như vừa rồi, các anh chị mà phun những cái loại gọi là cặp đôi, loại lọ, loại kia đúng không nhỉ, thì nó kháng rất là mạnh và nó không chết đâu. Đấy, thực sự như vậy. Còn với cái loại này thì nó là hàng đặc trị rồi, hàng đặc trị và nó hàng đặc chủng các bác nhé. Và đặc biệt năm nay thì cái việc mà lưu thông biên giới Trung Quốc ấy nó đang bị tắc biên rất là nhiều, nên cái việc mà hàng chính ngạch đúng không nhỉ, về không về được các bác ạ, hàng chính ngạch không thể về được đấy, đang các cửa khẩu đang bị tạm dừng đấy, thì thành ra là nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà thuốc thang đấy. Thì đây là cái chai đặc trị nhện đỏ các bác, rất là to, 4 chai nửa lít, 2 lít liền. Cái đợt trước Tết vừa rồi thì rất nhiều các anh chị gọi là gửi cho cái chai này, chai nhện đỏ này. Tôi có nó đóng quy cách là một chai 100 và chai 500. Thế nhưng mà tắc biên từ cái đợt cuối năm, từ cái đợt vừa gì nhỉ, khá lâu rồi, cái đây vài tháng mà hàng nghìn container của mình không sang được Trung Quốc, mà Trung Quốc nó cũng không sang được mình ấy, rất là nhỏ giọt ấy, thì cũng gần như không có hàng. Nhưng đợt vừa rồi thì thả biên ra được một chút thì cũng về được một chút các bác nhé. Đấy thì nên mới gửi được cho anh Nam nhé, anh Nam tại Nam Đông Mộc Châu Sơn La. Đấy thì cũng xin chia sẻ như vậy, vì hôm qua anh điện, anh cũng điện từ hôm trước rồi, bảo có không, bảo vâng, để chờ một chút nhỉ. Đấy thì có rồi thì em sẽ gửi cho các anh chị nhé. Thì với cái vấn đề về phòng trừ sâu bệnh cũng như là những cái con côn trùng mà xua đuổi của để đảm bảo cho cái vụ mùa thu hoạch hoa quả ấy, thì cũng phải xin chia sẻ lại với các anh chị là đến thời điểm này thì sâu bệnh nó rất là nhiều.
đấy, côn trùng phá hoại cũng rất là nhiều ở trên cái cây trồng của chúng ta. Ý quan trọng là chúng ta sử dụng thuốc thế nào, sử dụng thuốc nào, sử dụng thuốc như thế nào để đảm bảo, thứ nhất đó là gì, đó là hoa quả chúng ta không bị phá, chúng ta được thu hoạch. Thứ hai là sản phẩm của chúng ta đảm bảo được an toàn. Đấy, tức là làm gì? Đó là cách ly an toàn trước khi thu hoạch các bác, các anh chị nhé. Đấy, thì em cũng khuyến cáo với tất cả các bà con, các anh chị là khi sử dụng thuốc nhỉ, bảo vệ thực vật nhỉ, thì nhớ là thứ nhất an toàn cho bản thân, an toàn cho người sử dụng. Đó là hai cái yêu cầu quan trọng nhất, đúng nhỉ? Đấy, thì ở trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng gửi đến các anh chị một chút gọi là cái thông tin về cái thuốc đặc trị nhện đỏ này nhé các bác nhé. Đấy, thì các anh chị có nhu cầu về thuốc đặc trị ruồi vàng này, đặc trị nhện đỏ này cho các loại cây trồng nhà mình, đúng nhỉ, thì các anh chị cũng có thể alo cho em, thì em có thể tư vấn và chia sẻ gửi cho các anh chị rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, thì sau đây thì lát thì em cũng sẽ đóng gói gửi đóng luôn tại đây nhé. Đây, em mang cả băng dính này, kéo này, em sẽ đóng luôn đây. Đây, đây là cái thông tin cá nhân của anh chị ấy, thì lát em sẽ ghi trên đơn, vì là nó liên quan đến cái quyền riêng tư nên em cũng sẽ không chia sẻ cụ thể được nhé. Đấy, thì rất mong anh chị thông cảm nhé. Thế thì về vấn đề về đặc trị nhện ruồi vàng nhện đỏ nhỉ, có rất nhiều cái cách về cái sử dụng, vừa về theo kiểu sinh học này, về theo kiểu là hóa học thì các anh chị cũng có thể vận dụng nhỉ. Còn quan trọng nhất mà các anh chị thấy về cái ruồi vàng nhỉ, thì các anh chị thấy là đến thời điểm này cũng nhỉ, thì như ở anh em chúng em đến thời điểm này này, đấy, gần như là thu xong hết rồi, nhỉ, thu xong hết thì cái những cái thuốc ruồi vàng nhện đỏ và cái các loại thuốc bệnh nhỉ, thì lại chuẩn bị nhỉ, chuẩn bị cho cái vụ ví dụ như là vải vóc nhỉ. Vải vóc thì nó ít hơn rất là nhiều nhỉ, và chủ yếu về thời điểm về táo thì chúng em cũng sử dụng, tuy nhiên là đảm bảo nó cũng rất là an toàn để sản phẩm đảm bảo nhỉ, trước khi đưa ra hoặc là thu hoạch nhỉ, thì cũng cách ly ạ, đảm bảo thời gian các bác các anh chị nhé. Đây, đây. Rồi, lát thì em cũng sẽ đóng để gửi cho các anh chị, thì khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì các anh chị sẽ nhận được thôi. Đấy, còn cây giống táo đây, cây giống táo đây, giống táo và thuốc thang đúng nhỉ, thì trong buổi sáng này thì em sẽ gửi, và từ vài tóm lại là ở trong cái quá trình, trong quãng suốt quãng thời gian qua thì các anh chị đã ủng hộ tin tưởng, cũng vừa giao lưu vừa chia sẻ cũng như và vừa gửi cây gửi giống và gửi các loại thuốc cho các bác cũng rất là nhiều. Em cũng không có thời gian chia sẻ nhiều, nhưng mà cũng cảm ơn cái sự tin tưởng và cảm ơn cái sự ủng hộ của tất cả các bác ở trên kênh Núi Lục Ngạn. Đó là cái đó chính là cái hiệu quả nhỉ, hiệu quả mà các bác đã sử dụng và các bác cũng đã vận dụng để được thành công nhỉ, thì cũng rất là phấn khởi, và em xin chân thành cảm ơn các bác, các anh chị. Chúc các anh chị và các bạn một vụ mùa bội thu. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo.